thử thách ăn gà rán theo sốt emoji. Hôm nay em đi xoài tớ sẽ ăn gà rán nha. Ồ, con gà với tương ớt của tớ đâu rồi? Thử thách ăn gà rán theo emoji. Ok. Hành tây. Wow, đây là sốt kem hành các bạn ạ. Chấm một miếng ra. Sốt kem hành vừa chua vừa ngọt, ngon từ các gọi ăn thử vị này nha. Ớt cay. Ui, một lọ ớt siêu cay. Em phải chấm thử nha. Cay quá các ơi. Phô mai. Wow, tớ có một hộp phô mai bột ở đây. Tớ sẽ chấm cái đùi gà to đùng này. Phô mai rất là ngọt và ngon các bạn ạ. Yes. Con ong á. Wow, loại sốt màu vàng là mù tạt mật ong các cậu ạ. Chấm miếng gà này vào đây. Mù tạt mật ong béo quá đi mất các cậu ạ. Ngon cực luôn.